Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Nùng Hà Giang. Con người thì có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Thành mình trong tiết tháng 3 nên hôm nay cả gia đình Tuấn sẽ di chuyển về trong quê tại Ngán Chiên, bây giờ là thuộc xã Trung Thịnh của huyện Xín Mần, để làm thanh minh cho các cụ. Đấy. Hôm nay thì đại gia đình mình sẽ vào trong đó để có thể tảo mộ cho tổ tiên, mong sao là có một năm tổ tiên sẽ phù hộ độ trì cho đại gia đình trong gia tộc của họ Vương Thượng, tức là Vàng Thèn, sẽ có được nhiều may mắn. Còn bây giờ thì Tuấn Nùng với Cu Lì đấy. Và em bé ong đâu nào, chào các bà các cô nào, bé ong nào, chào nào con, chào đi, đứng thôi, bé ong của bố giỏi thế mà. Và bây giờ thì gia đình mình đi thôi, lên đường thôi. Hôm nay thì đúng vào ngày chủ nhật nên là chợ rất là đông nhé các bạn ơi. Đó, chợ thì đông lắm. Đầu tiên ở đây thì rất là đông những người dân bản địa ra đây để trao đổi hàng hóa, mua bán công thương với nhau, chủ yếu là rau cỏ, rồi những cây mía, vật dụng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Huyện Xín Mần, Đồng Tràng. Đây là khu vực km 26, người dân đi chợ vẫn còn gọi là chợ 26, và đây là thác bay. Ngày trước thì khi chưa xây dựng thủy điện thì đường đi qua ở ngay dưới chỗ thác bay này, chỗ bãi cát bồi trắng trắng này đó. Và cứ đến mỗi mùa mưa về thì thác nước nó đổ từ trên kia xuống rất to và nước nó bay ra vượt cả đến đường. Từ đó có cái tên rất là yêu thương gọi là thác bay nha các bạn này. Đây là chiếc cầu sắt 26. Chiếc cầu này thì cũng gắn liền với cái tuổi thanh niên của bố mình. Vì cái khoảng thời gian trước đây là ông cũng được về đây để xây dựng cái cầu ở cây 26 này. Cái cầu này thì bắc qua sông chảy, và mỗi lần khi đi qua chiếc cầu này lại khiến cho Tuấn Nùng nhớ đến cái ngày xưa, những năm chín mấy gia đình thì còn rất là nghèo đó. Mỗi lần đi về quê là bố mẹ lại phải thuê xe ôm về đến 26 này, sau đó là di chuyển đi bộ từ đây lên đến trên xã Ngán Chiên kia, mất khoảng độ 10 cây, 8 hay là 12 cây nữa đấy. Đấy, là di chuyển đi bộ lên thôi. Và nhớ cái mùi mồ hôi của bố, mỗi lần bố phải cõng bọn mình, cõng mình hoặc là cõng em trai. Đó, mùi mồ hôi, mùi của bố, của mẹ thì không bao giờ có thể quên được. Về đến đây là những ký ức hồi còn nhỏ. Khi được về quê nội thì cảm thấy là rất là vui. Và hôm nay thì Tuấn Nùng cũng lại đưa con trai của mình về quê nội chơi. Không đi ra ở ven cầu nha con nhé, ngã đấy, cao lắm. Ở đây thì gió thổi lên rất là mát. Bờ đá hình đầu con cá chép đang há miệng.
Đi con ơi. Vậy là Tuấn Hùng, gia đình Tuấn Hùng là sắp đến quê rồi. Quê nội thì ở ngay thôn Đông Chứ của xã Ngán Chiên ngày trước đây. Còn bây giờ là nó thuộc về Trung Thịnh rồi. Nếu mà theo đúng tiếng Nùng ấy thì gọi là Đóng Chứ, tức là thôn Đóng Chứ là thôn rừng già các bạn. Cái thôn này thì có cái rừng già này, các bạn sẽ thấy những cái cây rất là to luôn. Đó, đây là điểm trường thôn Đông Chứ này. Nó là Đóng Chứ, tức là rừng già. Các bạn ơi, vậy là Tuấn Nùng đã vào đến quê rồi. Đi đường này cũng được con. Không thì đi theo mẹ, đi đường này cũng được. Này. Không, đi theo bố, bố dắt tay. Đấy, đi. Đấy, trước đây thì bố mình sinh ra lớn lên. Đến năm 17 tuổi là ở đây, ngôi nhà này. Đó. Ngày trước thì ông nội, bà nội thì cũng ở nhà này. Đấy. Ở đây thì cũng có mấy cây lê. Mấy cây lê thì đã già cỗi rồi. Và còn những cây hồng. Cây hồng thì có rất là nhiều tầm gửi ở trên này. Cây hồng thì cực kỳ nhiều tầm gửi luôn. Phải đến 20-30 cây tầm gửi. Và một cây quả sổ đã già. Thế là ngày trước là bố mình sinh ra và lớn lên ở nơi này là từ nhỏ luôn. Đó. Học đến lớp 2 thôi. Sau đó là lỡ miệng nói là thầy giáo ôm bướm con nghé. Đấy, thế là bị thầy đuổi học. Nên ông cũng không đi học nữa. Sau đó là được 17 tuổi ông thoát ly. Đi làm công nhân cầu đường. Làm công nhân cầu đường ở dưới Hà Giang đấy. Đó thì trong khi đi thoát ly đi làm công nhân cầu đường thì bố bố mình thì phát hiện ra mẹ mình khoảng năm 82 gì đó. Và đến năm 84 thì phát minh ra Tuấn Nùng. Đó. Đến năm 86 thì phát minh ra thêm cậu em trai nữa. Và đến năm 89 thì phát minh thêm một cô em gái nữa. Đây là nhà của bác cả. Nhà bác cả là bây giờ đã sửa lại nhà. Hôm nọ cũng mới vào nhà mới. Ở đây thì trong quê. Ở trong quê thì người ta sẽ trồng những cái cây tràm như thế này để nhuộm vải. Xin chào các anh em. Ô thế đi mộ chưa? Đi xong rồi á? Thế năm nay không giấy cỏ à? Tí đi thắp hương thôi đúng không? Các bạn ơi, đây là món lòng lợn. Đấy. Về lợn thì hôm qua bố đã chở vào trước rồi. Lợn nhà tự nuôi. Thì bố chở vào rồi. Đu đủ nấu canh à? Thu. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái món rau rừng này, mọc ở ven ven bờ suối này. Có vị rất là chua chua. Đó. À, hôm nọ hôm kia đoàn của chị Hoàng Hường lên thì Tuấn Nùng cũng có món rau rừng này. Đấy để tiếp các chị. Cuốn với lại thịt ăn rất là ngon, nó có vị chua chua. Đấy là mình ăn sống á. Đang làm món gì đấy anh? Ô thịt cha mỡ à? Ồ, cha trên một cái chảo rất là to. Của một cái bếp lò luôn. Đó.
Trao hết cái số này hả anh? Rất là thơm các bạn ạ. Món thịt lợn đen áp chảo. Đây là ăn Tết chúng năm mè. Hôm nay ơi rồi. Các bạn này đây là bác dâu. Cho bác vào đúng nhà. Bác cả. Tức là chị dâu cả của bố. Đây là bác cả. Bác năm nay là cũng được 80 tầm mắt. Bác được 85 tuổi rồi các bạn ạ. Đấy. Bác trai thì mất rất là lâu rồi, tức là anh trai cả bố thì mất lâu rồi, bây giờ chỉ còn mỗi bác gái thôi. Bác trai bảo các trai thải cho đầy đi cho đầy chết tiếp hà. Thế là bác trai là mất được 10 năm rồi. Thì hộ nhau làm đi. Bác là năm nay được 85 tuổi. Rất là thọ nhé. Này là món gì nhỉ? Này bác, nước ta nữa mà. Các bạn ơi, đây là món cuống họng. Đấy. Cuống họng với lại phổi băm ra để làm nhân tiết canh. Tết Tết đây này. Đây là bác thứ hai. Đấy, đây là bác thứ hai. Đấy, anh trai của bố. Đấy, bây giờ thì anh em chỉ còn mỗi hai anh em trai thôi. Đấy. Đúng chuẩn người Nùng đấy. Tuấn Nùng. Họ nhà Nùng hết. Wow, món là phèo chế lợn. Gan ghiếc luộc lên rất là ngon luôn. Ở đây thì đây là những thửa ruộng trước kia là được ông phân cho bố. Đấy. Đấy, thửa trắng trắng này với thửa trên này là được ông nội phân cho bố và để lại cho hai anh em Tuấn thì cũng không ở đây nên là cho các anh em trong này để các anh em làm ruộng để canh tác. Bọn mình thì cũng thoát đi ra ngoài huyện Hoàng Su Phi lâu rồi, bản thân Tuấn thì được sinh ra lớn lên ở huyện Hoàng Su Phi cơ. Đây là nhà sàn của nhà bác. Trẻ con thì rất là đông. Đang luộc món gì anh? Thịt gì? Thịt lợn á? Thịt lợn. Thịt lợn mới mổ đấy á? Cái này là cái đầu nó à? À, thịt luộc gì? Chín chưa? À, nhìn ngon quá nhỉ, hấp dẫn thật, tôi sùng sục luôn. Hốc nặng ấy thì bạc lái phê bình luôn. Vẫn này lấy chính của chị. Hát của mơ. Mơ hốc lúc nhìn. Mơ phải hốc ảm có đẹp eo của mẹ. Các vị hạ ảnh. Tôi chảy ô. Tai tế ta mê mơ. Rồi nhá. Hát tế ta mê ngã hát hà nó là cái dân mơ. Vô già nó nhớ điểm thì mình ngân hãy vô. Vô vô. Có nghĩa là mà lấy chính. Mà này nó là thịt áp chảo này. Đấy. Chảo thì rất là to, nhưng mà thịt thì ít thôi. Đây, các bạn có thể thấy ui nóng, rất là nóng luôn. Rất là ngon luôn này. Đó. Cái bì nó giòn chưa? Các bạn phải cho bì nó giòn giòn một tí. Đấy, rất là nóng luôn này. Đây là một cái chai. Đấy, của thằng cháu. Ở đây thì còn rất là nhiều cái loại chai cổ.
cái đít của nó chưa hẳn là lõm. Tuấn Nùng thấy có nhiều người tìm cái chai đít lõm lắm, lõm nhọn cơ. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây là rất là nhiều chai luôn. Người ta còn lấy kê xuống cả cái chuồng lợn này này. Đó, rất là nhiều chai từ ngày xưa. Những cái chai này rất cổ luôn. Không biết là trên nó có chữ gì nữa. 968 NN. Đó, NN968. Đấy. Cái chai này thì có một chữ, có một số 4 và một cái chữ G hay sao ấy. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái chai này có một cái số 4 ở đây và một chữ G. Còn cái chai này thì là N968, còn cái bên này thì không biết có cái gì không. Nó có một hình, hình như kiểu hình người ấy. Đó, toàn là chai cổ thôi, từ rất lâu rồi, cũng được vứt rất là linh tinh, bừa bộn. Bên này tôi thấy nhà bác cũng vứt một đống chai luôn, toàn là chai xanh, chai đỏ, chai tím, chai vàng. Các bạn có thể nhìn thấy đây, cả một đống chai này. Đó là các chai như ngày trước là để rượu ấy. Rất nhiều chai lọ. Chín chưa đấy? Chưa, cái này làm lại. Cái này làm lại á? Ừ. Cắt, bây giờ, xong, cắt thành miếng xong lại nấu lại. Bây giờ mình cắt thành miếng rồi nấu lại lần nữa. Ừ. Mình tớ mất thời gian à? Không, ý là cắt thành miếng xong thả xuống là ăn được rồi. Thả xuống cho nó sôi là ăn được rồi. Ừ. Đây là món thịt lợn xào gừng các bạn ơi. Lửa cháy rất là to. Đấy, xào bằng bếp bếp này thì rất là thích. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây, những miếng thịt lợn này được xào gừng rất là ngon. Đấy. Khói bốc lên là nghi ngút luôn. Cả xương cửa thịt xào với thịt cho muối cho em ơi, cho muối mình chín hết chưa nhở, ngon lắm. Đúng chưa nhỉ, cái này đúng không? Cái cửa này về lấy cái này bộ bay nữ pai ở đó, bộ bay mà hôm nay giờ cho tiền can bị nữ pai à? Ồ, hôm nay lấy hóc cháu đi nào. Đóng chưa? Đóng chưa? À, đóng chưa là. Đóng cơm đây. À, các bạn ơi, tức là trước khi mình đi mang đồ ăn lên để thắp hương cho tổ tiên, cho ông nội mình á, với lại cho các cụ, thì trong nhà các bác với các anh là phải làm một cái mâm gọi là để thờ tu tì đóng chữ, tức là như đại loại là thờ rừng già đấy, thần rừng ấy. Đấy. Sơn thần ở đây. Xong là mi được mang lên để thắp hương cho các cụ. Đó, thần trước, người sau. Đây thì những cây quả lê là có quả hết rồi. Đấy, cũng to bằng ngón tay rồi. Nhưng vẫn có những bông hoa lê. Các bạn có thể nhìn thấy cái cành này thì vẫn có được 4 bông hoa lê đây. Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Thanh minh trong Tết tháng 3. Nghĩa là tảo mộ gọi là đạp thanh. Gần xa nô nức yến oanh. Đó. Trong cái tác phẩm truyện Kiều của Nguyễn Du thì nói rất là rõ. Tháng 3 vẫn có hoa lê nha các bạn nhé.
Cái này à, luộc qua như thế là bây giờ mình lại thái. Thái xong tí lại nấu tiếp một lần nữa à? Hay là chỉ để nước nóng vào thôi? Cho nóng. Đây là chiếc lưỡi lợn đấy. Quả tim, dạ dày, gan, phèo chế, có đủ cả vách tim nữa. Cái món măng này chắc là đắng lắm à nhỉ? Không. Nhưng mà luộc qua rồi thì chắc không đắng đâu đúng không? Sáng sớm nay thì các anh em ở trong gia tộc, gia đình đó đã đi tả mộ từ sớm rồi. Về là chỉ mổ lợn xong là làm thức ăn, sau đó là lấy nó cúng ở trên mộ. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì anh em trong nhà cũng trồng sen canh giữa ngô với lại đậu tương đó. Còn ở bên này thì trồng nguyên lạc. Đậu tương là một cái nguyên liệu rất là quan trọng trong bữa ăn hàng ngày của những người bà con ở trong bản làng. Vì đậu tương thì được làm rất là nhiều món, tức là có thể được chế biến thành rất là nhiều món. Trong cái mảnh đất của gia đình thì ngày trước lại có một người họ khác, người ta đến đây để người ta đặt mộ. Đây là những ngôi mộ ở trong gia đình của họ mình. Mộ chính đang được mọi người sắp cơm thắp hương. Đây là mộ của ông nội. Mộ ông nội bên này, còn bà nội thì ở bên kia. Ở đây có con sông. Có mà. Đối với mộ của dân tộc Nùng bọn mình thì đắp đá như thế này đây. Nếu mà xây thì cũng xây kiểu này. Cửa mộ, đầu mộ là có cửa đàng hoàng. Này anh nhớ ông lắm rồi. Ông nội chết rồi, bây giờ mang ở trong đất à? Ngầu ố lên hội an đó, hội an. Con khách chấp tay, con bỏ bà bỏ tay ra đi. Con tự chấp tay nào. Cô Lì nào, quỳ xuống lại ông cụ đi. Chấp tay vào lại. Con quỳ xuống lại ông cụ nào. Quỳ xuống giống chị An ấy. Đúng rồi, đấy chắp tay vào. Quỳ quỳ đầu gối xuống rồi, chắp tay lại ông cụ. Con lạy đi. Quỳ đầu xuống, quỳ đầu xuống. Lạy ông cụ nhá. Mẹ, không cần không cần bảo gì đâu, con cứ lạy đi, đang đang đốt tiền cho ông, con lạy đi. Thôi cô đây già ra ổ đó. Nên chạy chúng mất rồi. Có thịt ngan, lòng mề ngan với lại xôi, những chén rượu, những đôi đũa. Lê cả này cả pai cả dè che mè lê hót càng như tô lại vẫn không. Mới về bắn vào cánh phu nè, chúng hàng chúng hợp. Tức là mình chỉ thắp hương ở một địa điểm, nó là cho ông cụ thôi. Tức là cho ông nội của Tuấn Nùng ấy. Có lẽ ông cụ là được. Đây ông mộ ông đây thì sẽ mời tất cả anh em, các cụ, các bà là đến đây để ăn luôn. Tôi đang mang chạy nổi. Này giờ lục cái cơ bứ. Vẽ chiêm. Làm nhân là. Này con anh chiêm đấy. Ở dưới Na Lan đấy. Ngoài Na Lan dưới Na Sài. Na Sài, Na Sài. Cháu cú này. Vẽ chiêm ạ. Nhiều nhất. Giúp nước nào thì vào. Hớ mẹ. Giúp bầu à.
Đây các bạn này, cứ đến Thanh Minh thì dân tộc Tày, Nùng, Hoa, Hán, dân tộc Giấy là đều có những cái giấy treo như thế này. Đây là cái kho tiền. Đó, theo cái quan niệm thì cái kho tiền này càng lâu bị rách nát bởi mưa gió thì những linh hồn của người âm sẽ càng giàu có. Đấy, tức là đủ có của ăn của để. Còn nếu mà mới treo lên mà bị gió quật hay là rách nát thì người âm cũng nghèo đói đó. Đó, mộ của dân tộc Nùng bọn mình thì khi nào cũng phải có cửa. Rồi cho miếng xôi này nhanh lên. Sau khi làm lễ cho gia tiên tiền tổ xong là sẽ ngồi ăn cơm với lại tổ tiên xong là mới đi về nha các bạn ơi. Đấy, đối với lại cái phong tục của người Nùng mình là thế này đấy. Đây là những miếng xôi. Xôi này là từ gạo nếp. Ui, đây rồi. Ui các bạn ơi, đây là quả đau răng này. Ôi dồi ôi. May mắn chưa? Đấy. Đây là món quả đau răng nhé. Ai bị đau răng thì mới được ăn. Mẹ ơi, cu lì kìa. Có ai ăn quả đau răng cu lì này? Ăn quả đau răng này. Ăn xôi không? Con núi bỏ. Núi nữa. Trứng. Cho nó miếng thịt, cho nó cơm ăn. Thắng ơi, cho cu lì vào. Đây. Cu lì ăn cái gì? Ăn trôi kìa, bố mày lấy. Đây, xôi. Này, quả đau răng này. Con núi chứ. Trôi. Ăn đi Thắng. Này này con. Này, thấy. Thấy này Thắng ạ. Cháy thịt trứng à? Các bạn có thể nhìn thấy là xôi ăn với quả đau răng với lại thịt ngan rất là ngon. Nó mà ơn tốt chứ. Nha. Đúng. Nắn mà chín. Ấy. Ấy. Cái gì phải ra? Không bỏ là gì? Còn nước mình bỏ là. Quả đau răng đâu có đây chỉ mới quả mà. Đang rồi. Cắt đồ rồi. Rồi sao mày ngoan mày hiền đấy, tao không có gì cho mày ăn bây giờ đâu. Cẩn thận nhá, gái ơi, cẩn thận đấy, không ngã xuống ruộng đấy. Cô Lý đi cưa cái cây gì đấy hả? Cây đấy có gai nhá, cây quả cà đấy có gai đấy, nó chọc vào tay đấy. Bà anh Lý không cưa linh tinh đâu, có gai đấy. Cô công chúa đáng yêu nhất của mình đây, bé Trúc Linh, anh trai thì Trúc Lâm, à Phúc Lâm, còn bé út này thì là Trúc Linh. Wow, bên này thì cây hoa cứt lợn rất là nhiều luôn, nở đẹp luôn cả bờ ruộng này các bạn này. Đó. Nở rất là đẹp, xen lẫn với lại những cái cây tràm. Ở đây thì các bác trong nhà mình cũng trồng những cái cây đay này. Đó, trồng cây đay này là để tự dệt lúa, tự dệt chiếu đấy. Đó, trồng để dệt chiếu. Còn phía bên này là trồng rất là nhiều cây mon. Đây là cây mon mà người dân trồng rất là nhiều để cho lợn. Cây mon này thì rất là ngứa, thế mà vợ chồng của em Vân hai con mang về xào ăn thì lại bảo là không ngứa. Chỉ cần cho lá chua vào là không ngứa. Đó, Tuấn Hùng thì không dám ăn thử. Vì nếu mà bị ngứa cổ họng thì rất là khó chịu. Đây, cả một rừng mon luôn. Ngoài ra thì cũng có những cây rong giềng. Đây các bạn này, nhà của bác thì thu cây lanh về và phơi khô như thế này. Khi nào nó khô về thì dùng để dệt chiếu đây. Đấy, đây là những cái gốc lanh rất nhiều luôn. Đấy, ở trong thôn quê như thế này người ta cũng tự trồng lanh và tự dệt chiếu. Hiện tại thì các món ăn đã được cho ra bát đĩa rồi và bây giờ đại gia đình là chuẩn bị ăn cơm. Có món ăn là lợn xào mâm chua, thịt ngan, thịt lợn đen áp chảo,
có cả thịt gà rồi lại măng đắng xào, có món thịt lợn luộc và món đậu phụ, nấu với hành. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy có cả tiết canh này, thịt lợn xào đây, đã lên mâm đầy đủ hết rồi. Rất là ngon. Bên này ba mâm. Bên này cũng ba mâm. Có em gái là đang đơm xôi. Xôi này nhuộm bằng cái gì em? Nhuộm bằng cái gì ấy? Hoa đúng không? Hoa nhuộm cơm đúng không? Độc thần nè. Độc thần bắt ra. Các bạn ơi, đối với đại xôi này là được nhuộm bằng cái hoa để nhuộm cơm. Đây là bố của mình. Đây là người thân sinh ra mình. Đấy. Năm nay ông được 68 tuổi. Coi trực tiếp luôn à? Ồ, ở đây có cái đuôi bò à? Cái này phải đuôi bò không? Cái này đuôi con trâu hay đuôi con bò ấy? À, cái này là đuôi con trâu à? Tưởng đây là chân trâu treo các bếp các bạn. Chân con trâu và cái đuôi con trâu để treo các bếp. Ngoài ra là toàn là nhân sâm để treo các bếp thôi. Đây là tất cả, đây là củ sâm, sâm sắn. Cháu mời các bác dùng cơm nhá. Xin khâu bác tả mát tả tê không? Chê. Xin khâu. Món canh đắng này các bạn ơi, được nấu từ lá đắng cải. Đấy. Đây là tim gan, phèo phổi. Rất là hấp dẫn luôn. Đây là hành trần nhá. Đây, cái món rau rừng đây. Có vị chua đây. À, có cả món đậu giá nữa. Đây là món thịt lợn luộc đây này các bạn. Này chấm ớt ăn thì hết ý. Rất là ngon luôn. Đây các bác ơi, đây là miếng thịt áp chảo. Đấy, thái thì dày cộp luôn. Đấy, ăn ngậy rồi biết. Nhìn chưa nào? Có lọc chất canh không? Này, các bạn thấy không? Hai anh em này, hai anh em ruột đây này. Đấy. Đấy, ông anh thì còi cọc. Tôi ăn dưới là nhà tôi, ăn xin lại đúng không ạ? Bác thì ngày xưa bác đi làm bộ đội chống Mỹ, đi vào tiếp trong Lâm Đồng ấy nhỉ? Trong Nam. Hai không. Trong hai ngày đêm Hà Nội. Hai ngày đêm Hà Nội. Bộ đội đánh Mỹ chủ. Đó là mừng Mỹ. Bác là bộ đội đánh Mỹ đấy. Với bố thì cứ lâu ấy được vào trong quê gặp lại anh trai với lại anh em ở trong này thì bố rất là vui. Bây giờ cũng thế thôi, con người thì ai có quê hương. Con chó con này bỏ đi đâu đây?
Đây gia đình của Tuấn thì suốt ngày ăn sắn đây. Ăn sắn thay cơm này này. Ăn phơi đầy luôn. Đầy sàn luôn. Cẩn thận ngã ấy. Vậy là sau một buổi sáng chủ nhật, đại gia đình của Tuấn Nùng là đã đi vào trong quê nội đó để làm thanh minh cho các cụ gia tiên tiền tổ. Và bây giờ thì cũng đã cơm nước xong. Đấy, anh em thì vẫn còn ngồi chơi, nói chuyện để ăn cơm, uống những chén rượu, lâu lâu mới gặp nhau. Đó, bố mẹ mình cũng vậy. Còn Tuấn, gia đình Tuấn thì phải di chuyển trước về huyện Hoàng Su Phi. Tại vì là chiều nay Tuấn Nùng còn có một cái hẹn rất là quan trọng cơ. Tuấn cũng đang rất là mong cái hẹn này. Đó, một quý nhân đối với Tuấn Nùng vào lúc này. Đấy, như một vị cứu tinh ấy. Tuấn Nùng xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả và các bạn luôn luôn quan tâm theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho kênh YouTube của Tuấn Nùng nhé. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Có một ngày nghỉ thật là ý nghĩa bên gia đình và những người thân yêu của mình. Thôi Tuấn Nùng xin kết thúc video ở đây đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào các tập video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Nùng Hà Giang.